tạm đình chỉ công tác nhân viên ra giá tiêm vaccine COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường 2 tạm đình chỉ công tác đối với ông Trương Mạnh Thảo, cán bộ trật tự đô thị có liên quan đến việc ra giá tiêm vaccine COVID-19, đồng thời chuyển vụ việc cho công an điều tra. Bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, vừa có văn bản thông tin kết quả chỉ đạo xử lý sau bài viết ra giá tiêm vaccine COVID-19 đăng tải trên báo Tuổi Trẻ sáng ngày 18 tháng 8, theo bà Thảo. Tại địa bàn phường 2, quận 6 có một điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cố định cho người dân từ 18 tuổi trở lên tại trường Nguyễn Thiện Thuật, số 100 đường Phan Văn Khỏe. Trong quá trình tiêm, Ủy ban Nhân dân quận đã tổ chức nhiều phiên họp chỉ đạo Ủy ban Nhân dân 14 phường trong việc lập danh sách đảm bảo đúng đối tượng, đảm bảo giãn cách và tuân thủ nguyên tắc 5K. Qua sự việc mà báo tuổi trẻ nêu, Ủy ban nhân dân quận đã có công văn báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thường trực quận ủy, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường 2 tạm đình chỉ công tác đối với ông Trương Mạnh Thảo cán bộ trật tự đô thị phường 2 để tường trình làm rõ nội dung vụ việc, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sự việc, đồng thời chuyển vụ việc cho công an quận tiến hành điều tra, xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật. Theo kế hoạch, 14 giờ cùng ngày Ủy ban nhân dân phường và Ủy ban kiểm tra quận ủy sẽ làm việc với cá nhân liên quan cuối giờ chiều khi có kết quả ủy ban nhân dân quận sẽ có thông tin cho báo tuổi trẻ bà thảo nói các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé